Chắc nhà mình Joseph là thông minh nhất đó ha. Nhà này Joseph đó ha. Con thông minh lắm á. Phải Joseph? Con đồng ý không? Con biết con thông minh không? Không. Con thông minh lắm á. Con biết mà nó khôn nhất. Con khôn nhất là con thông minh nhất rồi nhìn nữa. Khôn là thông minh đó. Con là khôn lắm á. Joseph khôn lắm á. Không có làm gì đó. Joseph học giỏi nè, thông minh nè. Bà thấy cái ông già bên đây cắt cỏ nó bị tội nghiệp ông quá. Bà tại sao tội nghiệp nó vì ông ấy già rồi ông còn phải cắt cỏ. Già cắt cỏ mới khỏe con. Già lao động là khỏe. Lao động là khỏe, là làm việc là khỏe đó con. Khi mình không làm việc mình yếu đi nhiều lắm á. Ha, con nghĩ sao? Bác cần hỏi con làm việc khỏe hay là không làm việc khỏe hơn? Con có biết không, bác cần hỏi không trả lời. Kệ nó mê cái này. Ồ, ăn bơ là tốt lắm không? Tất cả loại thức ăn ăn bơ là cho bơ là ngon lắm. Đúng là chỉ có bên Mỹ này á, phải dạy ăn uống trái cây. Chứ không ăn uống trái cây, ở Việt Nam mình biết trái cây là tốt. Hồi xưa nó nói là trái cây cũng như là một cái loại mật của thiên nhiên. Mình phải ăn uống những đồ thiên nhiên chứ toàn là ăn mấy cái đồ. Uống nhà đam hả? Ok. Con thích uống mà lâu rồi, con lâu lắm con mới uống. Bây giờ con không có uống tại vì mẹ không có mua hôm nay. Mẹ không có mua hôm nay hả? Thì mỗi khi mẹ mua con nói, mẹ ơi mẹ đi chợ mẹ mua nhà đam nha. Bữa nay mẹ đi chợ đó. Mẹ cũng mua cái đó cho anh hai thích uống. Đúng, con thích uống bây giờ lắm á. Thích uống thì cứ nói mẹ mua cho là uống thôi, đấy. Cái đó là bự lắm á. Bự lắm hả? Trai nhà đàm. Ai sẵn lên ngoài chợ. Pha sẵn. Ô, cái này pha sẵn cũng đầy đường không? Đường không? Có chút nhà đàm. Ô, cái này là đồ chơi này, xung xẹp ơi. Ô, đồ chơi sướng chưa? Đây. Đồ đó đồ chơi. Cái đó con thích mà của con trai. Con gái nè. Thì lượng. Cái này của con trai. Xe này. Của mấy boy sao? Đó, của đàn ông, của con trai. Cái này của con trai chung. Đàn này, con cái đó. Xe cứu hỏa, fire truck là gọi là xe cứu hỏa. Cái này của con trai. Xe cứu hỏa đó không? Còn cái này của con trai. Còn con gái không bà? Ủa cái này con trai. Ờ, play đồ này giờ của con trai. Ồ, súng này. Bắn súng của con trai. Bắn bùm bùm bùm. Súng của con ở đây. Súng của con đang ở đây. Ừ, súng đó hả? Không có đạn, đạn bắn. Đạn không có đạn. Không có bắn thì con vắt tùm lum tà na. Đạn chắc bắn bị thất lạc rồi. Đạn đó hả? Nó lượm bỏ nó đó. Con biết đạn đó đi lượm con nhét ra vô rồi bắn tiếp vậy thôi. Có ba cái đạn mà con chỉ có thấy hai cái đạn, một cái đạn ở đâu ở nhà bà nội á. Ừ, thất lạc rồi đó. Rồi đứa bắn ra cửa coi nó xa không. Ồ, ra xa thì bắn cái đó đau lắm ạ. Không có stop hả? Không có stop mà đi luôn á.